Chuyên mục tháo loa nghịch ngợm. Hôm nay mình tháo một cái con JBL bánh ú. Thì các bạn tháo hai cái núm này ra trước, và ở đây nó có hai con ốc thì các bạn tháo ra luôn nha. Sau khi tháo ra thì chúng ta sẽ có mấy cái con ốc ở phía đít này, bốn con, rồi 8 con luôn. Thì sau khi tháo 8 con nó ra xong á, là chúng ta sẽ dùng cái que chúng ta đẩy nó ra. Đó. Nó sẽ có những cái nghèm thì chúng ta phải đẩy từ từ thôi nha. Được cái là thằng này nó thiết kế là các bạn tháo được cái vỏ này ra luôn, nó không có dính cái gì trên đây hết, nên đâm ra là nó rất là dễ không để thuận tiện. Chứ còn mà một số dòng thì nó thiết kế là nó dính thêm cái thiết bị linh kiện lên những cái vỏ ngoài này á, thì khi mà mình tháo ra đây nó rất là vướng víu. Thì đây là chính là cái bộ lòng của nó nha các bạn, nhìn vô rất là gọi là chất lượng ha. Đây là cục súc này, nó còn hai cái loa vệ tinh nữa, thì hôm đây mới là cái cục súc thôi nha các bạn. Đó, súc của nó nhìn khá là chất luôn, có tên thương hiệu trên đây luôn, JBL. Nhìn đã ghê. Đây là cái mặt của nó rồi các bạn. Nó thiết kế cái mặt khá là khủng bố ha. Đây là cái lỗ gọi là lỗ thông hơi này. Này lỗ thông hơi ha. Nó làm bằng nhôm. Như bằng nhôm này chắc nó có cái tính năng gọi là nó tản nhiệt luôn này các bạn. À, để ý trên đây nó có một con IC nè. Thì cái này nó vừa làm tính năng gọi là thông hơi, vừa làm tính năng tản nhiệt luôn, cũng khá là hay. Dây dợ nè, nó vẫn xài những cái dây dây đồng ha. Này không phải dây silicon, dây đồng. Dây đồng thì dẫn điện nó ngon rồi, không cần nói rồi. Tụ. Ở đây nó có một cái con tụ khá lớn này. Con này nó tới 30 con tụ lớn này. 35V 8200 microfarad. Giữ dần ha. Này thì siêu tụ rồi. À, cái bill. Thì nhìn sơ qua thì mình không hiểu cái gì hết á. Để nói chung là tháo ra để cho mọi người coi nó như thế nào thôi, chứ còn mình chả biết cái gì về loa hết. Được cái là cũng rất là thích gọi là phá loa, mua về xong tháo ra ngó vậy đó xong thôi à. Còn chơi loa thì hầu như là không biết chơi. Đó, nhìn sơ qua thì linh kiện của nó nhìn nó chằng chịt ha. Chả biết nó xài chip gì, LM339N. Bên này là con Ni 5517N này. Nói chung trong đây thấy có chip Toshiba nữa rồi các bạn. Tè le hột may luôn. Trời ơi. À, cái con này thì cái bản này thì nó không có Bluetooth, mà nó bắt buộc phải kết nối bằng jack OS 3.5. Đó. Và hai cái loa vệ tinh. Thì cái con này nó điều khiển volume ở trên cái loa vệ tinh nha, chứ nó không có điều khiển bằng nó không có điều khiển trên cái thân. Đây là hai cái loa vệ tinh của nó này. Thì ở trên cái thân á, thì nó chỉ cho chúng ta điều khiển bát với chép thôi, bát với chép ha. Hơi lắc hơi lỏng. Còn trên cái loa vệ tinh này thì nó cho phép chúng ta điều khiển thêm volume này. Đó. Volume này các bạn. Âm dương ha. Và cái cách điều khiển là nhấn cùng lúc là nó sẽ mút nha. Hai là cái nó dùng cảm ứng. Đó. Và nó quy ước là
khi mà găm vô cái chuôi của nó là một cái tam giác và một cái hình vuông luôn, khá là hay. Nói chung là mình thấy thì cái con mấy cái dòng cao cấp này thì khỏi cần nói rồi, nghe rất là gọi là lực ha. Đó, đây là hai cái loa vệ tinh, đây là cái con súp. Thì bây giờ mình sẽ tháo một cái loa vệ tinh ra để cho các bạn coi cái lòng của nó luôn nha. Hiện tại thì cái con này thì mình coi thì nó không thấy nó ghi cái công suất ở đâu hết các bạn. Cái loa súp này này không thấy nó ghi công suất ha. À, con này nó chạy điện AC in. Con này chạy liên tục á thì nó sẽ có một cái bệnh là nó bị nóng các bạn. Khi mà nó nóng á thì nó làm cho tiếng bass nó không có hay nữa, nên là cái con này nên độ thêm một cái quạt tản nhiệt cho nó nữa thì nó nghe hay hơn. Bởi vì nó là một cái khối kín và nó không có cái sự gọi là tản nhiệt này thì nhiều khi nghe liên tục nó sẽ không đủ đâu. Mình thử rồi. Bây giờ mình sẽ tháo một cái con gọi là con vệ tinh ra cho các bạn coi nha. Bên trong nó là sao luôn. Nói chung là cũng phải thập du xem nó như thế nào. Lỡ tháo rồi tháo hết luôn. Dù là loa vệ tinh nhưng mà nhìn nó cũng gọi là nội thất của nó cũng khá gọi là xịn đó các bạn. À, đó là loa vệ tinh của nó này, bung nó ra luôn cho các bạn coi này. Lỡ rồi bung hết luôn này. Một cục chốt này, mình coi rồi còn cái gì để tháo không? Cứng ngắc à, cứng lắm. Dán keo các bạn thử bậy. Oh, nó chơi keo nha. Oh, ra luôn. Đó, nó chơi nút, có ba cái nút ở đây này, ba cái nút ở đây để mình đập nó vô này. Thì đây là cái loa vệ tinh của nó này, khá là cứng các bạn, đặt vô rất là cứng luôn. Sao cái loa này cứng ngắc thế nào? Con này thì không biết là bao nhiêu watt đây. 0, nó ghi không ghi thông số luôn, nó chỉ ghi 300 0,12706, không thấy ghi gì hết. Thì đây là cái bộ lòng của nó rồi các bạn. Đây, bên cái bộ này thì nó có thêm cái mặt này là để nó điều khiển cái cảm biến này, cảm biến chạm, biến chạm nha các bạn. Đó. Ngoài ra thì cũng không còn gì để coi. Rồi, gắn vô lại. Thì mở ra cho các bạn coi nó như thế nào. Mở ra cho nó vui thôi chứ còn mình không biết nó là sao luôn. Nói chung là loa thì nó không ghi thông số thì nên là mình cũng không biết. Mà con này chắc mình nghĩ chắc tầm khoảng 48 watt, tầm 8 W là cùng. Thì cái mặt này thì có đợt là mình cũng đã tháo ra một lần để mình đổ thêm một cái rắc cắm bên ngoài trong trường hợp mà mình muốn thêm cái loa. Mình có đổ một cái rắc loa bên ngoài
để câu ra bên ngoài khi mà muốn thêm một cái loa khác vô thay vì phải mở ra. Thì nói chung là cái nội thất của con này nó chỉ có vậy thôi, không có gì gọi là cầu kỳ phức tạp ha. Đó. Rồi, lắp vô. Mình thấy bộ này thì nghe rất là ấm, bass chép rất là rõ ràng luôn. Con này thì mình nghĩ là nếu mà đóng thành một cái thùng khác thì có vẻ như là nó ổn hơn. JBL à, hai cục. Rồi, cảm ơn các bạn đã coi cái video này. Mình còn một số loa cũng dòng cao cấp, hôm nào rảnh là bung ra cho mọi người coi.